第336天 Ngày 336 Xiên thì xê nướng của hai cháu được rồi. 你们俩的烤羊肉串好了。 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 Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Giao tiếp thường ngày. 日常交流. Đi về phía trước đại khái 200 mét. 往前走大概200米. Bỏ thời gian nhìn một cái. Châu khung khai yển. Tuy cảm giác hơi dài. Suy rán cảm chúa yếu điểm trắng. Màu đen. Khơi sửa. Kiểu dáng khác. 别的款式 其他款式 không đắt 不贵 哈哈 哈哈 vừa đẹp mắt vừa rẻ 又好看又便宜 nhìn dáng vẻ Trông có vẻ. Khai giảng dự. Bình luận tốt, đánh giá tốt. Hào bình. Người Đài Loan. Thái Hoan Rấn. Nhân viên thu ngân đó. Nề gờ sâu yên yuán. Bán thế nào? 怎么买? 8000 7000 Không sao, không có việc gì. Mấy sợ. Mấy sử. Có thể ăn được cay hay không? Nâng bù nâng chư lạ. Hài lòng 100%. 100%的满意 Chủng loại phong phú Chủng loại phong phú Yên tâm Phẳng xin Sẽ không hối hận đâu Bú huệ hậu huệ đợ